làm phép căn nhà và xin Chúa thánh hóa căn nhà cũng như là những anh chị như sư nước mẹ như xe hiện diện trong căn nhà này để chúc phúc cho căn nhà thật là xinh đẹp. Và Chúa xin chúc lành cho những người ở trong căn nhà này cũng như những ai đến đây đều nhận được niềm vui trong Chúa. Như Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha chúng con ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lời Thiên Chúa toàn năng hàng hư, Chúa không chê pháp việc ta khoe anh được khăn thanh. Để mỗi lần con mang tài sản chiêm ngưỡng anh được con, chúng con cũng dùng con mắt kia để suy niệm các hành vi và đời sống thanh thiện qua các ngày mà ban chương. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thanh hoa anh đơn này để tôn kính và tưởng niệm tên con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Thánh Giuse cha nuôi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa và thương đầy ai xin tăng tôn sùng cung kính con một Chúa, Đức Mẹ Maria thánh cả Giuse trước anh tơ này vì nhà công nghiệp và chịu che chở con người. Được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh viên linh cung đời sau nhận khi tô Chúa chúng con. Amen. Giờ chúng ta xin Chúa thanh hóa căn nhà này cho gia đình. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà này. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sáng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu đấng đã sinh ra bởi Chính Maria và cùng chúng ta xin người đói thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em đưa những tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và thương lành của Chúa Giêsu hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái để từ nơi thương 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 lành của Chúa Giêsu được lan tỏa khắp nơi. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường Emmao gần đến là ông đình tới người làm như muốn đi xa hơn nhưng hai môn đệ lại các người làm và đóng ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và người sắp tàn người liền vào với các ông. Đang đi, lúc ông ngồi bàn người cầm bánh, đọc lời chúc tụng vẽ ra và trao cho hai ông, bắt họ sẵn ra và chúng ta cười. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Đáp lời Chúa sẽ trở lại với chúng con. Anh em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa trời đất đứng đã trở nên sắc phạm ở giữa nhân loại và trong tâm tình ta ơn chúng ta đồng thanh tôn nguyên. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúng ta thánh hóa gia đình ta ra đây khi ở bên cạnh Maria và Thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa giữ người lên trong nhà này như là một cách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúng tôi tất cả đã xây dựng thành đền thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết biết ta đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa thánh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền ta vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình mang ai chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúng ta lạy Chúa, xin ở lại với chúng
để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện luôn mãi cho đến ngày họ được hạnh phúc vinh hoàng trong nhà cha, nơi Chúa đã lập thật cho họ Chúa là đất hàng sống và yên chi muôn đời. Thank you.
Xin Chúa đã công bố cho ra sứ Hoàng Kim